tác phẩm Me do nghệ sĩ Đinh Lực. Nghệ sĩ. Ừ. Được đấy, đang bẻ hoàn toàn hoàn. Dáng quá là dáng. Không hiểu nó ra cái gì. Thì nó cứ ra cái gì thì ra chứ. Đầu đứng nắp nữa nhở. Quả đầu trụi. Anh có làm được việc này không? Hả? Nếu không làm được thì bảo em nhỉ? Đưa em cái cưa. Chưa một phát là lùn lực luôn nhỉ? Thật, đến gốc luôn. Rồi đến gốc luôn. Bài này dáng này gọi là dáng gì anh? Não à? Thiên Long Thập Bát Trưởng. Thiên Long Thập Bát Trưởng. Điều đấy. Chứ quả ngọn vặn quả ngọn được đấy. Thiên Long Thập Bát Trưởng. Thiên Long Thập Bát Trưởng nghe như phim trưởng. Là cây này làm xong là mang ra Trung Quốc bán đúng không? Ừ. Không bán ở Việt Nam vì Việt Nam mà có bao giờ mà có Thiên Long Thập Bát Trưởng đâu. Đúng rồi. Để mang cho Trung Quốc bán là đoàn làm phim Thiên Long ấy. Mẹ mua thế, này mai bán cây rồi. Nó bị thịt mẹ mua hôm nào quấn dây thế này. Quấn làm sao thì mình quấn làm sao thì mình quấn thì nó cứ theo ý mình là được, nhưng trồng mấy dây thì trồng anh nhỉ. Một dây không chịu thì hai dây. Cũng như của phụ nữ chứ, người ta lấy một chồng người ta không chịu người ta lấy hai chồng đúng không? Bình thường. Này chim đi nói cái đấy mà. Bình thường có gì đâu, mình nói nó thực tế mà. Chưa chăng đấy à? Chưa nhỉ, tí nữa đặt cho phát là xong mà. Để xem cái tác phẩm cây Thiên Long này cái xem làm sao. Thế làm xong rồi phải chốc nắn. Chốc này ra rồng nộn. Rễ lắm. Anh đến anh đến vớt cái này đấy em để nhìn đũa cũng. Ồ, Thiên Long Thập Bát Bát Điểu thì chịu rồi nhé. Bát Điểu. Cắt cái mấu đi. Cái kẽ này cái kẽ này cắt. Thoải mái. Nó đỡ tức. Ông này ông ấy tận dụng lắm, tận dụng cả cái đuôi kìa. Điểm này để điểm đỡ. Thế gọi là đỡ thì đỡ ngọn à? Đỡ cảnh. Ừ. Đỡ gì? Đấy, cuốn lượn nữa. Ừ. Me nó dẻo. Dẻo. Cành to nó mới bẻ được, cành bé bẻ nó chột. Úi giời, có cả đệ tử ra đây này, trắng phau. Hay à? Ê. Làm tí riêng không? Hả? Bạch. Ê. Dạ chú toàn cứ vỗ. Ê, Bạch công tử. À, Bạch công tử. Ơi, chạy à? Này. Ê. À. Anh để cháu áng. Vỗ rồi á, tiếng chơi ngay. Ê. Đây vào đây mà toán này. Bạch công tử. Đây. Đây đây. Đâu? Nhìn thấy con đĩa này. Thôi. Khổ nắm. Thôi, làm vào cho mát nằm nhá. Nằm đấy. Đi ra nắng mà chưa cho mát. Nằm đấy. Cứ cãi rồi. Bạch công tử đấy. Bùa đâu. Nước sắp thành rồi. Nói chung là không thành danh thì cũng phải thành công đúng không? Ừ. Không thể đùa được. Đùa là... Đó, này trông não mắt. Nắm thợ hả luôn. Đây gọi là biếu rồi. Ừ, cái này ung thư, ung thư rồi. Ung cơ đấy. Mà bới ra nó còn bự nữa chứ. Đấy trồng chim đấy. U sơ tử cung. Chào chào đại ca chứ, vừa mới gọi đấy. À đi. Về nhà đang gọi. À thưa.
Thế thì gọi vợ ấy mở cổng cho anh vào. Nó biết đi đâu rồi. Vợ ấy mở cổng cho anh vào. Về với em ở đây. Đường đi nối lại là cũng giống là đường đi của kiến phết đấy đúng không? Kiến đẹp. Thì ra chứ đầu nó mới ra hồn chứ đúng không? Rồi à. Ngày hôm nào nó lại có tí lá nữa thì nấu cá nữa thì thôi rồi. Nước phớt nấu cá thì thôi rồi. Xong lại đeo tí quá nữa thì thôi rồi đấy. Không còn gì để nói. Như thái đấy, quả thái đấy. Bắt đầu nào cho cái chậu cố này thôi. Nha. Thế thôi. Đây mình nuôi để nó to cành. Cành nhanh to thật. Nói chung là chậu này. Giống là nó nhanh mà. Thực ra chậu này nếu mình có bán cây thì mình miễn phí cả chậu mà nhỉ. Không miễn phí cả chậu mà. Nay mai không phải cái chậu này mà mình cho cây chậu này to quá. Đúng rồi. Nha, to quá. Không có cá đâu. Ê. Không có cá đâu, tuốt lá làm gì? Tuốt lá đi để nấu cá sau. Vào nhà uống nước trước đây. Nước pha đấy. Có cá nhỉ, làm ít nam me này mà nấu riêu thì chanh chua mà húp thì úi giời. Nước cậu là cứ gọi là càng đét. Từ bé nó kéo thân chính rồi. Từ bé. Bây giờ là phải nghệ nhân tạo tác lại, gọi là chỉnh sửa. Cây này cũng là cây đẹp. Đẹp quá. Cây quyết định cũng cười. Nhưng vẫn không ăn được. Đẹp ngon. 28 chết rồi, chết rồi. Ôi hỏng rồi, nên là treo thằng khác rồi. Thân đang củ nữa. Sống nữa đi. Chưa dài thế. Cắt ngắn đi chứ. Không, cứ cắt thêm một tí là bấm. À. Toàn nước đây anh vừa rồi cho nó. Giữ chân đồng ngươi mắng nha. Dạ. Ừ, thăm dò. Sao vô mày lại đi ngay. Được. Bố làm thế này ngày làm 20 cây ngày lấy tiền anh chết nhỉ. Anh nhỉ. Nếu mà ông này đạp dâu nhanh chứ. Chả chết. Ông làm nhanh thì tôi để nhanh được tiền ấy. Làm yeah. Hiến làm đầu lắm. Đập ra xuống vượt. Hiến làm đầu. Thế này mà đi thi vượt lên chính mình 1 phút 30 giây là cũng xịt đấy. Đúng đáng kịch thịnh rồi. Bé rồi, bây giờ có cây nhỏ. Cây mua của võ sĩ Nực ở bên Tiên Lãng. Nó bán lên cường cây thị. Xấu thế. Cây này cây này là nếu mà mini đang đương kim vô địch ở đây. Còn đây nữa. Xấu thế. Cái giống như loạn nhanh toàn lồi hết gốc lên. Anh nhớ vài năm. Thay cái chậu khác. Vài năm ở cái chậu đấy em nói ra anh biết như cây nó biến. Nó méo đi mà cái giống thị nó biến nó chỉ có dẹp đây. Cây này cứ phải có dây mới dẻo. Đúng rồi. Không có dây không ăn được. Chứ còn cứ cắt giật là đơ. Mình nhìn những cái điểm cắt giật vẫn cứ đơ. Cây nó phải có tí dây. Cho nên là tại sao cứ bảo truyền đảo cắt giật nhưng mà vẫn cứ phải dây. Không có dây không bao giờ vào được cái đường nét nó đẹp. Ông phải vào được đường nét rồi sau đó ông giật đâu giật. Nhà dây mua mất tiền vào nó chắc chắn nó phải đẹp rồi đúng không? Cứ cắt giật mà đẹp được thì cần gì phải mua dây mất tiền. Không, cây cũng phải có tí dây nó dẻo. Cây này đẹp theo lại cường lại bể mất thôi. Đường đi nối lại. Hỏng. Cây này mà vặn xong thì không biết đâu được. Ừ. Lại sang bên cường kia ở rồi. Trông như kiểu là phượng múa này. Cho cái chậu dòng gục gục như nữa anh nhỉ? Ừ, dòng gục như nữa. Nó biển nhưng hôm nào phải mua loại dây to dây này. Không chịu nổi.
Sau khi là chậu cao thành một tí nhưng trồng gục thế. Đúng rồi. Nhớ là Đồng Nai cũ thì càng đẹp. Lại. À, chỉ có Đồng Nai đẹp. Anh Điển ơi, chưa làm xong nó có người đăng ký rồi. Không rồi. Hả? Không rồi. Còn làm xong về bên sân bên kia thôi. Các bên sân bên nhà mình là nó hợp. Phong thủy đúng không? Chỉ có chậu Đồng Nai là đẹp. Nó hợp với màu da nữa. Quả xanh, à, da xanh, da đỏ thôi nhá. À, tác phẩm đã hoàn thiện các bác nhá. Rất là đẹp. Cũng là nghệ nhân của khác. Bày nhỉ. Nó bày thế. Đây này, nó từ đây nó ra nó bày này. Công nhận cuốt lá vặn vẹo ấy nhìn. Đẹp luôn. Ấy. Cây thì mình vặn đẹp là có cây vặn đẹp trưởng ạ. Đúng rồi. Có cơ vặn đẹp, có ghép. Đấy, rồi. Đấy, rồi. Đấy, rồi. Đấy, rồi. Dâu ạ. Dâu ra trưởng. Lạc lạc và lạc. Đầu chú cho thì hồi đấy.